tiếp theo là mình đây là cái dòng Dumbledore Tie. Hàng này có đăng trên Shopee nha anh em. Trên Dumbledore Tie ngày để trên đó là Dumbledore Tie 6 tháng 4. Giờ phần copy VIP giúp mình. Tay ba rất là tốt. Máy có rebound nha, máy có rebound. Tay rất là đẹp luôn. Hàng này thì 300k một cặp, anh em mua combo 2 cặp sẽ còn 550. Giá gốc là 500k một cặp, khuyến mãi còn 300k một cặp. Rất là đẹp nha, lâu lâu mới có đợt hàng tuyển, tí mình quay máy cho anh em xem liền ngay sau đây. Chống là chống gen nha, máy là máy rebound, tại bờ cửa khủng. Tay xuất sắc luôn. Đây. Đây chính là máy của tụi nó anh em à. Họ nhìn nó vầy rất là dữ luôn. Body form rất là đẹp. Đó, hàng này là 500k mình sale còn 300k một cặp. Anh em mua 2 cặp lại được sale tiếp. Đó, combo 2 cặp còn 550. Rất đáng chơi trong đợt này luôn anh em nha. Máy cực kỳ xuất sắc, máy bụng đuôi tròn hấp môn luôn. Vầy để em xem đó, vầy máy rất là đẹp. Vầy sắc phin rủ ra mà sao luôn đó. Còn máy này cũng là máy tuyển xuất sắc hết. Bộ này làm giống là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có hàng Dumbledore Tie gen rebound của đợt này. Hàng này trên Shopee Dumbledore Tie đợt này luôn nha anh em. Tay bờ cũng khá là đẹp luôn. Hàng đàn tơ, khỏe mạnh, máy đàn âm bầu nhẹ. Rồi, khuyến mãi anh em 2 cặp combo 2 cặp 100k. Giá trên Shopee thì mình có để hết. Anh em cứ chọn Dumbledore Tie là sẽ nhận được hàng này nha. Đợt này tay bờ khá là ổn nè. Tay bờ khá là ổn nha. Đuôi đỏ đậm, thân thì lớp lanh lông phụ đều, máy thì đang ôm bầu nhẹ. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có là dòng Blue Diamond nha anh em. Hàng này trên Shopee có luôn, anh em có thể chọn rebound và không rebound. Blue Diamond, một màu xanh khá là đẹp, khá là mơ mộng luôn. Hàng này sẽ khuyến mãi combo luôn, một combo hàng rebound 200k một cặp sẽ khuyến mãi còn 300k hai cặp. Mình xin nhắc lại khuyến mãi mạnh dùng này nha, combo 300k hai cặp, một cặp 200, hai cặp 300. Đối với hàng gen rebound, hàng không có rebound anh em ha, thì mình sẽ khuyến mãi 100k một cặp, combo 2 cặp 150. Một dòng cũng khá là đáng chơi trong đợt này là dòng Dumbo Santa. Trước mặt chúng ta là Dumbo Santa Rebound, khoác cho mình một màu trắng vàng nhạt, tay bờ màu trắng rất là sang trọng. Hàng này Dumbo Santa Rebound đợt này là 200k một cặp có Rebound nha anh em, và combo 2 cặp là 300k. Rất là đẹp, rất là mạnh luôn. Trên Shopee có hàng này luôn. Màu sắc rất là lạ và tươi mới.
Còn đây cạnh bên đây là hàng gen. Hàng gen là hàng không có đi bông đó, thì khác nhau vậy thôi. Đây cho ăn một tí nó sung lên. Thức ăn mình đang sử dụng ở đây là Artemia đông lạnh, anh em có thể mua tại shop hoặc mua trên Shopee. Trên Shopee thì mình chỉ áp dụng vận chuyển đối với hình thức Grab hoặc Now, các hình thức vận chuyển nội thành phố Hồ Chí Minh thôi, vận chuyển siêu tốc thôi. Tại vì cái hàng Artemia đông lạnh này anh em để lâu thì nó sẽ bị hư trong quá trình vận chuyển, cho nên phải chuyển liền là nó tan nhanh lắm, để ở ngoài vài phút thôi là nó đã tan rồi. Cho nên anh em mua ở xa thì mình vận chuyển đi nó hư. À, chỉ có hình thức vận chuyển được là đông lạnh và bỏ vào thùng lạnh đi theo, nhưng vận chuyển nó rất là tốn kém, một ống thì chỉ có 10.000 thôi. Đó, cá mình cho đang ăn là Artemia đông lạnh nha anh em, cá ăn cũng rất là thích và đang có bán trực tiếp tại shop. Rồi, hàng gen này thì mình sẽ khuyến mãi 100k một cặp, combo 2 cặp là 150. Hàng gen Reebok này có bán trực tiếp tại Shopee. Rồi, rất là đẹp nha, hàng này nuôi ngoài trời là bá cháy luôn. Rồi, trước mặt chúng ta đây là hàng tím màu sắc ít, hay còn gọi là rồng tím màu sắc anh em. À, hàng này khuyến mãi đợt này luôn. Rồi, một màu tím rất là đẹp nè, bổng đuôi hoài văn, bổng đuôi hấp môn, mái thì có nhiều con ú rồi nha. Thì hàng này 200k cặp, khuyến mãi 2 cặp 300 luôn, bay nhanh bay lẹ luôn, chỉ còn vài cặp cuối thôi, anh em nào ưng thì tranh thủ hốt hàng nha. Rồi, tím nguyên một lớp Platinum trên lưng luôn, có trên Shopee hàng này nha anh em. Ôi, trước mặt anh em là dòng White Red Swallow nha, Swallow. Hàng này mình giảm nhanh luôn nha, giảm nhanh luôn. Này 500k một cặp thì giảm còn 300k một cặp thôi. Anh em nào quất 2 cặp thì còn 500, quất 2 cặp luôn thì còn 500 nha. Swallow nha anh em, đuôi tia luôn nha, 500k 2 cặp luôn, bán nhanh dọn hồ luôn. Rồi, chúng mặt chúng ta là HB Rod, hàng đẹp. À, đùi hấp mùn, quay lưng dần, cá tình trạng đang rất sung, ăn dứt chữ cái này ha. Hàng này có đăng trên Shopee là HB Rod, giá hiện tại shop là 300k một cặp, combo 2 cặp là 500. Trên Shopee anh em chọn phần này HB Rod hàng đẹp, có để 300k là hàng này nha. HB Rod 300k. Vậy lưng rất là tốt luôn nha. Rồi, nó ăn sung quá, nó bơi loãng sang ngầu hết. Thứ ăn đang ăn là Artemia đông lạnh 10k ống, có bán tại shop nha anh em. Ăn chóng mặt luôn. Rồi, tiếp theo đây chúng ta có Lutobot Reebok. Lutobot Reebok. Hàng này sale mạnh luôn anh em ơi, hàng này là 500k một cặp, ngày mai sale còn 300k một cặp nha. Sale nhanh dọn hồ lên bài mới luôn, 300k một cặp, anh em nào quất 2 cặp còn 500. Rip bông nha. Rồi, một hàng rất đáng mua trong đợt này nữa là chúng ta có Tiger Yellow King Cobra. Máy đợt này vay rất là tốt và máy rất là mập luôn.
đang căng trứng luôn rồi. Đây, những con mái vây rất là tốt nha. Thì này trên Shopee mình có đăng luôn. Rồi giá tại shop là 200k, cặp khuyến mãi combo 2 cặp là 300. Máy đợt này cực đẹp luôn. Máy ú lắm. Rồi tiếp theo đây là rồng đỏ ri bông đợt này của chúng ta. Chống máy đều rất là đẹp xuất sắc luôn. Rồi rồng đỏ đi combo luôn, một cặp 200k, combo 2 cặp 300k. Lưu ý rồng đỏ đợt này rất đẹp nha anh em, hàng này hàng rất đẹp. Vây mái và vây chống được rất là ok, bốn đôi tia đeo. Với một hàng cũng khá đáng mua trong đợt này và có đăng trên Shopee luôn, đó chính là hàng đặc nai, có cả đặc nai và đặc nai ribbon cho anh em lựa chọn. Cái nước nó bị tảo nên khá là xanh. Có đặc nai thì combo 2 cặp, thường đặc nai Zenri bông thì chỉ 100k thôi. Đặc nai Li bông thì 150k, cặp combo 2 cặp là 250. Tiếp theo đây chúng ta đến với là hấp lật lưu hàng Li bông. Bốn đuôi khá là kinh khủng luôn, bốn đuôi cực kỳ to. Hàng này sale up nha anh em, 500k cặp sẽ sale còn 300k cặp, combo 2 cặp 500. Sale mạnh combo 2 cặp 500 luôn. Cá rất chuẩn, rất đẹp. Hấp lắc lu ri bông nha anh em. Rồi tiếp theo đây chúng ta đến với là con ri bông nha, full con ri bông. Này sẽ là full con ri bông trên Shopee đợt này luôn. Máy vẫy leo full đầu, chống là đem đó, chống full hoàn toàn. Hàng này 200k, cặp combo 2 cặp 300. Vâng, còn đây chúng ta công hàng khá là hiếm, đó chính là lưu tô bát swallow. Lưu tô bát swallow nè, không rất là đẹp luôn. Tê swallow khá nhuyễn và đẹp, tình trạng cá đang rất là sung mãn ở đây. Và đây tiếp theo chúng ta có hàng này là hàng full red swallow. Cuối cùng mình muốn giới thiệu với anh em dòng cuối cùng ngày hôm nay là dòng Lurat. Lurat thì có máy thường và máy ribbon si. Đây, quay máy thường trước, chống là chống bản Gen Taiwan, chống vây cưng to, nhuyễn đẹp. Còn chống vây rất là dữ luôn.
Một cặp thường là 300k nha anh em. Cặp Reebok là 600, nên quay máy Reebok cho anh em xem. Đây Reebok của chúng ta đây. Trời nó bờ dữ quá. Đó, máy Reebok rất là đẹp luôn. Quay sắc phin khá là dày. Quay C á, sắc phin C. Rồi cuối cùng thì anh em cần các loại phụ kiện thì có thể ghé cái đường link phía dưới, mình có để đầy đủ các loại phụ kiện cho anh em. Đường link của một bộ Bách Hóa. Thì hàng mới đây thì mình mới về là cái loại đèn của Sobo, ánh sáng siêu trắng, siêu sáng trắng hồng. Thì nó có rất là nhiều size, thích hợp từ cho 720 đến 780, 90 luôn. Đó, 20, 30, 40 thì rất là nhiều size. Thì mình sẽ để luôn lên phía dưới cho anh em tham khảo. Giá đèn Sobo thì rất là rẻ luôn. Đây, mẫu mã thiết kế thì nhìn cũng rất là sang trọng và gọn gàng. Đó là gọi đèn máng. Giá rất là rẻ luôn nha anh em. Chưa tới 100k một cây đèn cho đồ hồ 20-30. Đường link đèn mình sẽ để phía dưới và anh em có thể tham khảo chọn cái kích thước đèn của mình thích hợp như thế nào. Đèn Sobo thì ánh sáng là sáng sáng hồng, trắng hồng. Thì nó sẽ thích hợp cho các loại cây, loại cá có màu đỏ. Đó, nuôi full red, nuôi coi đỏ hay gì đó thì xài cái đèn này. Màu sắc nó sẽ tươi hơn rất là nhiều. Anh em chơi hồi sinh nuôi những con như giết anh đào, sóc đầu đỏ đó. Thì ánh sáng trắng hồng nó sẽ giúp cho con cá nó lên phần màu đỏ nhiều hơn, rõ ràng hơn. Còn tất cả các loại phụ kiện khác thì đang rất là đầy đủ. Anh em có thể tham khảo trên tròn phần link phụ kiện đó. Còn anh em thiếu cái gì thì lại đặt mua bên mình. HRBO hiện tại hàng cũng đang sắp và cạn kiệt, không còn nhiều. Oh shit. Và đừng quên bên trang phụ kiện hiện tại đang có một event tặng cám cho anh em. Hôm qua mình cũng đã thông báo, hôm kia cũng đã thông báo, thì hôm nay mình sẽ nhắc lại. Thì bất kỳ hóa đơn nào trên 200k anh em sẽ được tặng thêm một phần cám thái. Với đủ điều kiện rằng đơn hàng trước anh em có đánh giá 5 sao cho một copy. Thì hãy chụp lại phần đánh giá rồi gửi vào inbox để tụi mình check dễ dàng hơn. Thì đó, một phần quà nhỏ nhỏ với anh em. Mùa dịch này thì đa số anh em ở nhà nên đặt hàng thì nó sẽ an toàn và thuận lợi hơn, ít ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Thì đây cũng là một phần để chúng ta đồng hành cùng với lại một copy trong khoảng thời gian khó khăn này. Hy vọng anh em có thể tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa. Bữa giờ nhiều anh em hỏi keo xô acrylic thì nó là như vậy nha. Kích thước của nó là 7 nè, 12 và cao 12. Thì đây là một viên nhựa siêu trong, rất cũng không bể và rất là nhẹ. Đó, thì nó sẽ có 4 màu cho anh em lựa chọn. Cái này là trong suốt, một loại màu trắng, một loại màu đen, một loại màu xanh. Đường link cái này mình sẽ để phía dưới luôn, siêu trong. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp. Đừng quên like và subscribe kênh của Bất Cứ Bị Channel để nhận được những thông tin sớm nhất.